với phái đẹp thì lão hóa ra chính là nỗi ám ảnh, là cơn ác mộng khủng khiếp. Tình trạng chưa già đã lão nhưng ngày càng phổ biến bởi sự tác động của thời gian, tuổi tác và những yếu tố ngoại vi như là môi trường, khói bụi, ánh nắng mặt trời. Chính vì thế mà làm trẻ hóa da mặt là bí kíp giúp chị em níu kéo tuổi xuân và nhan sắc không tuổi cuốn hút của mình. Để cải thiện tình trạng lão hóa và lấy lại nét đẹp thanh xuân thì 15 cách trẻ hóa da mặt tự nhiên mà Blog New sắp chia sẻ trong video này chính là bí quyết mà các chị em có thể tham khảo và áp dụng. 15 bí kíp làm trẻ hóa da mặt từ nguyên liệu thiên nhiên cực tốt. Với xu hướng làm đẹp hiệu quả nhưng an toàn đang ngày càng lên ngôi hiện nay thì trẻ hóa làn da bằng phương pháp tự nhiên chính là lựa chọn được đông đảo chị em yêu thích và ưa chuộng. Với những nguyên liệu từ thiên nhiên dưới đây sẽ giúp phái đẹp sở hữu làn da tươi mới mà lại vô cùng tiết kiệm nha. 1. Làm trẻ hóa da mặt với hạt lựu. Lựu được xem là thực phẩm chứa nhiều vitamin không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làn da trẻ hóa và căng mịn. Các nghiên cứu cho thấy lựu chứa nhiều vitamin A, C giúp đẩy lùi tác nhân gây lão hóa cho da. Mỗi ngày thì bạn chỉ cần uống một cốc nước ép hạt lựu hoặc là ăn một quả lựu cũng có thể giúp da tươi trẻ, căng mịn sau một thời gian. Quả lựu còn có tác dụng tốt trong việc chống các vết nhăn, giảm các vết chân chim ở trên da. 2. Massage trẻ hóa da mặt với dầu ô liu hoặc là dầu dừa. Thao tác massage vô cùng tốt cho tình trạng lão hóa của da, đặc biệt khi massage da mặt cùng với dầu dừa hoặc là dầu ô liu sẽ mang đến hiệu quả dưỡng ẩm, nuôi dưỡng da và thúc đẩy tăng sinh collagen. Nhờ vậy mà làn da trở nên đàn hồi và càng mịn hơn. Hướng dẫn cách làm như sau. Sau khi rửa sạch và thấm khô mặt thì hãy cho một chút dầu dừa ra giữa lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau để làm ấm, sau đó thì massage nhẹ nhàng theo chiều từ dưới lên, từ ngoài vào trong. Lưu ý là không thực hiện ngược lại để tránh chảy xệ cơ mặt. 3. Làm trẻ hóa da mặt với mặt nạ củ cải và bột yến mạch. Hợp chất từ củ cải và bột yến mạch chính là bí kíp giúp làn da trẻ trung hơn, được nhiều chị em phụ nữ tin dùng trong việc chăm sóc da. Ngoài ra thì chúng còn có thể loại bỏ tàn nhang và vết nám trên mặt. Cách thực hiện như sau, cắt nhỏ củ cải và cho vào máy xay sinh tố, sau đó thì trộn với bột yến mạch, thêm một ít nước, trộn đều cho hỗn hợp đặc sánh. Đắp lên mặt khoảng 10 đến 15 phút, massage nhẹ nhàng giúp chất thẩm thấu vào da mặt. Sau đó thì rửa sạch mặt với nước ấm. 4. Cách làm mặt nạ trẻ hóa da mặt với khoai tây. Không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc trong thực đơn mỗi ngày, mà khoai tây còn là món quà từ thiên nhiên giúp chị em làm căng da mặt hiệu quả. Các nguyên liệu cần chuẩn bị: một củ khoai tây, sữa tươi không đường. Cách thực hiện như sau. Bạn luộc hoặc là hấp chín khoai tây rồi nghiền nhuyễn với một lượng vừa đủ sữa tươi không đường. Sau khi làm sạch da mặt nhẹ nhàng thì bạn dùng hỗn hợp trên làm mặt nạ ủ trong khoảng 15-20 phút. Massage nhẹ nhàng, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. 5. Bí quyết trẻ hóa da mặt bằng mặt nạ cà rốt. Đây là công thức dưỡng sáng, trị thâm và làm mờ nếp nhăn cực kỳ hiệu quả mà bạn có thể áp dụng dễ dàng tại nhà. Trong cà rốt có chứa hàm lượng vitamin A cao, thúc đẩy da sản xuất ra collagen, giữ da luôn mịn màng và khỏe mạnh. Cách thực hiện như sau, bạn luộc 2-3 củ cà rốt, cắt nhỏ và xay nhuyễn, thêm 1-2 thìa mật ong và trộn đều thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó rửa mặt sạch, massage nhẹ nhàng lên vùng da có nếp nhăn. Để sau 30 phút thì rửa sạch lại với nước ấm. Thực hiện vào mỗi buổi sáng và tối để đạt được hiệu quả cao nhất. 6. Mặt nạ trà xanh, sữa tươi không đường giúp trẻ hóa da mặt hiệu quả. Phương pháp trẻ hóa da mặt từ trà xanh kết hợp với sữa tươi không đường đã khiến các nàng mê tít. Cách làm đẹp này được nhiều chị em sốt dần dần trong thời gian gần đây. Với cách này thì bạn chỉ cần thực hiện khá đơn giản như sau. Trộn bột trà xanh cùng sữa tươi không đường, một lượng vừa đủ để tạo nên một hỗn hợp đặc sánh. Sau đó dùng hỗn hợp trên làm mặt nạ và đắp lên da khoảng 15-20 phút. Sau cùng chỉ cần rửa sạch mặt với nước ấm và lau khô bằng khăn mềm. Chất chống oxy hóa trong trà xanh sẽ giúp giảm nếp nhăn, chống lão hóa cũng như tăng độ đàn hồi cho làn da căng mịn và tươi trẻ. Đây cũng là loại mặt nạ trẻ hóa da vùng mắt và giảm thâm cuồng mắt hiệu quả mà chị em nên tham khảo. 7. Phương pháp trẻ hóa da mặt với dâu tây. Dâu tây là một loại trái cây rất được yêu thích và có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp. Dâu tây rất giàu vitamin C, có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Đồng thời các axit alpha hydroxin có trong dâu tây còn đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa vô cùng hiệu quả. Nhờ đó mà làn da của bạn sẽ ngày càng trẻ trung, mịn màng và tươi tắn. Cách thực hiện như sau. Sử dụng khoảng 2-3 quả dâu tây chín, nghiền nhuyễn, trộn đều với một muỗng sữa chua không đường,
một muỗng mật ong. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên da khoảng 5 phút, sau đó thì rửa lại bằng nước ấm. Bạn áp dụng phương pháp này khoảng 2 lần mỗi tuần sẽ giúp làn da được trẻ hóa một cách nhanh chóng. 8. Trẻ hóa mịn màng làn da với mật ong. Mật ong có rất nhiều công dụng thần kỳ trong quá trình làm đẹp. Đây là loại nguyên liệu rất giàu vitamin và khoáng chất, đồng thời có khả năng kháng khuẩn cực kỳ tốt. Ngoài ra thì mật ong cũng được sử dụng như một loại kem dưỡng ẩm thiên nhiên, hiệu nghiệm. Nhờ đó, nếu sử dụng mật ong thường xuyên thì da bạn sẽ nhanh chóng trở nên sáng mịn, ngăn ngừa mụn và các vết thâm nám đáng ghét. Cách thực hiện như sau. Để trẻ hóa làn da với mật ong thì bạn có thể sử dụng mật ong nguyên chất bôi lên mặt, kết hợp với massage và để mật ong khô trên da trong khoảng 15 cho đến 20 phút, sau đó thì rửa sạch với nước ấm. Với cách này thì bạn có thể thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tối ưu. 9. Trẻ hóa da mặt với mặt nạ chuối và cam. Chỉ cần kết hợp hai loại trái cây phổ biến là chuối và cam, bạn cũng có thể có một cách trẻ hóa da cực kỳ hiệu nghiệm đấy. Trong chuối thì chứa nhiều khoáng chất như là magie, sắt, kali, kẽm và vitamin. Kết hợp với cam giàu vitamin C, da bạn sẽ loại bỏ được thâm mụn, nếp nhăn cũng như sáng đẹp lên mỗi ngày. Cách thực hiện: chuối nghiền nhuyễn trộn đều với nước cam, làm sạch da mặt và dùng hỗn hợp thoa đều lên da, nhẹ nhàng massage và lưu lại trên da khoảng 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch và vỗ nhẹ để da khô tự nhiên. 10. Trẻ hóa da mặt với dưa chuột và sữa chua. Dưa leo có chứa đến 95% nước cùng một số khoáng chất như là kẽm, magie, chất xơ và vitamin C. Những thành phần này thì có công dụng làm sáng da, bổ sung độ ẩm, làm dịu da và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Trong khi đó, sữa chua rất giàu axit lactic, hỗ trợ làm mờ vết thâm mụn rất hiệu nghiệm. Chính vì vậy, đây cũng là một phương pháp trẻ hóa làn da được rất nhiều chị em yêu thích. Cách thực hiện như sau: ép dưa chuột lấy nước rồi trộn đều với sữa chua thành hỗn hợp sệt. Làm sạch da và dùng hỗn hợp thoa đều lên da, kết hợp với massage nhẹ nhàng. Để hỗn hợp lưu lại trên da khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước mát. Áp dụng cách này khoảng 2 lần mỗi tuần. 11. Chăm sóc da mặt toàn diện, xóa nhăn với bột quế. Hầu hết chị em đều biết bột quế được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn. Thế nhưng loại bột này cũng là một phương thức làm đẹp giúp trẻ hóa làn da cực kỳ hiệu quả. Bột quế có tính khám viêm, dưỡng da, cải thiện tuần hoàn và loại bỏ tế bào chết. Nhờ đó làn da của bạn sẽ được chăm sóc một cách toàn diện từ sâu bên trong. Cách thực hiện như sau: trộn bột quế, bột nghệ và dầu ô liu theo tỷ lệ 1:1:1 thành hỗn hợp sệt. Sau đó trộn thêm với nửa muỗng cà phê đường hoặc là muối biển. Dùng hỗn hợp này nhẹ nhàng massage lên da để loại bỏ tế bào chết. Thực hiện khoảng 3-5 phút thì rửa mặt bằng nước ấm. Đừng quên bôi thêm kem dưỡng ẩm sau khi tẩy tế bào chết nha. Với cách này thì các bạn có thể thực hiện khoảng 2 lần mỗi tuần để đạt kết quả tối ưu. 12. Làm trẻ hóa da mặt với nha đam. Nha đam có rất nhiều công dụng làm đẹp da tuyệt vời, từ làm sạch da, dưỡng ẩm, bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời cho đến tái tạo da, làm trẻ hóa làn da và trị mụn. Có thể nói, chỉ với nguyên liệu vô cùng đơn giản này, bạn đã có một phương pháp chăm sóc da toàn diện rồi. Cách thực hiện như sau: dùng một lá nha đam tươi, cắt vỏ bên ngoài và lấy phần gel bên trong. Sau đó dùng gel này thoa lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng trong vòng vài phút để dưỡng chất dễ thẩm thấu vào da. Áp dụng phương pháp này khoảng 3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả mong muốn. 13. Mẹo căng da nâng cơ chảy xệ bằng mặt nạ trứng gà. Nhờ thành phần Hydro Repeat dồi dào mà lòng trắng trứng gà có thể hỗ trợ nâng cơ và làm căng da hiệu quả. Cách trẻ hóa da mặt bằng mát trứng gà cũng khá đơn giản, chỉ cần tách rời lòng trắng trứng, sau đó đánh bông lên. Sau khi vệ sinh da sạch khuẩn thì thoa một lớp mát trứng gà lên, bỏ qua khu vực da quanh mắt. Giữ yên trong vòng 2 phút rồi massage rửa sạch cùng với nước mát. Với công thức này thì tần suất thực hiện là 2 lần mỗi tuần là phù hợp và mang đến hiệu quả trẻ hóa khuôn mặt tốt nhất. 14. Trẻ hóa da mặt với trái mơ. Trái mơ có chứa hàm lượng vitamin A, C, E và chất chống oxy hóa phong phú. Đây đều là những thành phần giúp bạn có làn da mịn màng, trắng sáng và trị mụn hiệu quả. Cách thực hiện như sau: chuẩn bị 5 quả mơ, 2 thìa mật ong, 1/2 thìa dầu hạnh nhân, 1/2 thìa nước cốt chanh. Mơ đem xoay nhuyễn, trộn đều với mật ong, dầu hạnh nhân và nước cốt chanh. Sau đó thoa hỗn hợp này lên da, lưu lại khoảng 15 cho đến 20 phút, sau đó rửa sạch lại với nước mát. Thực hiện phương pháp này khoảng 1 đến 2 lần mỗi tuần sẽ giúp trẻ hóa làn da cực kỳ hiệu quả. 15. Trẻ hóa da mặt với bơ. Bơ là trái cây chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho làn da của bạn. Chúng bao gồm các axit amin, vitamin và khoáng chất.
Nhờ đó mà mặt nạ quả bơ rất được yêu thích, đặc biệt đối với những bạn da khô. Bơ giúp giữ ẩm, ngăn ngừa nếp nhăn, giảm các triệu chứng bong chóc da và làm mờ thâm sẹo do mụn. Cách thực hiện như sau: nghiền nát một trái bơ chín, thêm vào một muỗng cà phê dầu ô liu, trộn đều và dùng bông thấm hỗn hợp lên da, rồi đắp trong vòng nửa tiếng. Tiếp tục rửa thật sạch bằng nước ấm. Loại mặt nạ bơ kết hợp với dầu ô liu này rất lý tưởng đối với những bạn gái có làn da khô, bởi dầu ô liu giúp duy trì độ ẩm cho làn da. Nhờ đó mà các thành phần dinh dưỡng của quả bơ sẽ dễ dàng tiếp cận với tế bào da hơn. Nhờ vậy, sức khỏe và độ mịn của làn da sẽ được cải thiện nhanh chóng. Việc sử dụng các thực phẩm làm đẹp da từ thiên nhiên thường sẽ có thời gian thấy hiệu quả lâu hơn. Vì thế, nàng nên kiên trì và không được bỏ ngang giữa chừng. Hy vọng với các cách làm trẻ hóa làn da này thì nàng sẽ có được làn da đẹp đúng ý. Các bạn thấy video hôm nay của Blog New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.